Xin chào Kiều Đức. Chào anh nha Văn Nguyễn. Quyết đang chào anh. Em mới ăn tối rồi. Dạ được nha Quyết Quyết, chào anh. Anh Hùng ơi chào anh. Xin chào mọi người. Chào anh nha Hoa Rơi Cửa Phật. Chào anh nha Quốc Võ. Kêu Đức ơi, ở đây mạng yếu lắm, em nói chuyện là sẽ bị văng ra ngoài liền à. Em ở Vũng Tàu nha Quyết Quyết. Chào Trung Phạm. Còn Trần nói chào anh. Lại sau chào anh. Chào anh nha Sơn Minh. Em làm công nhân thôi Quốc Phó, em làm công nhân thôi anh. Dạ vâng, em ở Vũng Tàu xa Hà Nội lắm nha anh. Bình Phan ơi chào anh. Dạ vâng, em bị cảm mưa. Chiều đi làm về mắc mưa, giờ bị bệnh luôn rồi. Xuyên Trần ơi chào anh. Cảm ơn anh nha Phạm Tuấn, em cũng bình thường thôi. Giá như em hiểu ơi chào anh. Đăng Vượng ơi chào anh. Đổi thay ơi cảm ơn anh nha. Tuấn Hoàng ơi chào anh, em quê ở Nam Định á, nhưng mà hiện tại thì em đang sống ở Vũng Tàu. Dạ vâng nha Nam Hô. À, em được một bé gái 7 tuổi rồi nha anh. Chào bạn nha, tạm tên. Quá khứ ơi không nha, mình không có nói chuyện đâu. Nói chuyện trên đây được rồi, nói chuyện chung với mọi người cho vui đi. Giá như em hiểu em ở Vũng Tàu. Minh Nguyễn ơi chào anh. Văn Tuấn chào anh. Em uống thuốc rồi nha Nam Hồ, cảm ơn anh. Nguyễn Hiền ơi chào bạn. À em có gia đình rồi nha anh, nhưng mà hiện tại thì em cũng độc thân thôi. Độc thân giống mọi người thôi. Em quê ở Nam Định á. Toàn Trần Anh cũng ở Nam Định luôn hả?
Dạ không nha, bé nhà em ở với lại bà nội nha anh. Nguyễn Hiền ơi, em 28 tuổi. Mai Phương ơi, chào em. Việt Võ, chào anh. Em tên Phương nha. Cậu Út vui tính ơi, chào anh. Hoài An ơi, chào anh. À, em đi làm công nhân thôi Nguyễn Hiền ơi. Dạ vâng nha, Linh Hoàng. Bôn Nguyễn ơi, chào anh. Chào 30 người đang coi nhiều quá, em trả lời không kịp. Em đang ở một mình thôi nha Quốc Võ. Phan Giới ơi, chào anh. À, em làm công nhân ở Vũng Tàu. Em ở Vũng Tàu nha chủ tọa. Dạ vâng nha Lê Hoàng. Cảm ơn anh nha Văn Tuấn. Vivi ơi, chào anh. Em ở Vũng Tàu nha chủ tọa. Chào anh nha Khanh Senda. Dạ không nha, bé nhà em ở với nội nha anh. Tên Nguyễn ơi, chào anh. Chu Nguyễn ơi, chào anh. Lâm Ngô ơi, chào bạn nha. Nguyễn Hiền ơi, anh hỏi em cái chuyện gì ạ? Em tên Phương nha mọi người. Đoan Đoan ơi, cảm ơn anh nha. Dạ vâng như, dạ vâng nha. Cái, mọi người kết bạn thì em sẽ đồng ý nha. Cảm ơn anh nha Quốc Võ. Nhân Nguyễn, anh ở đâu Vũng Tàu ạ? À? Em tên Phương nha. Mẫu Mỹ Anh nói gì em không có hiểu. Dạ vâng nha. Tại em đi làm suốt đó nên cũng ít like lắm. Bữa nay mưa được về sớm. Buồn quá không biết làm gì nên nói chuyện với mọi người. Phan Giới ơi, em không trả lời chuyện chồng con nha anh. Có nha quý tử. Tuấn Hoàng ơi, em tên Phương. À, anh làm gì ở Vũng Tàu vậy Đoan Đoan? À, ở Bái Châu. Em ở phường 9 Vũng Tàu á, Nhân Nguyễn. Anh Trần ơi, chào anh. Dạ vâng nha bỏ Quốc Võ. Cảm ơn anh nha, em thấy số điện thoại của anh rồi. Em ở phường 9 Vũng Tàu anh. Chào anh nha, tôi xa. Xa Võ, tôi xa. Dạ được nha Đoan Đoan. Xóa hết rồi, chào anh.
Đăng Ba ơi, chào anh nha. Quý tử ơi, em không có cho số điện thoại trên line nha. Mọi người cứ vào kết bạn Facebook đi, lát nữa ra em sẽ đồng ý nha. À, anh lái xe hả? Anh lái xe, anh vậy anh là tài xế hả? Đoan Đoan, anh làm nghề à, anh lái xe gì? À, vậy là anh chạy xe khách hả? Quang Khanh ơi, chào anh. Quý tử ơi, em thấy số điện thoại anh rồi nha. Phan giới ơi, em đi sang Trung Quốc làm gì anh? Ở Việt Nam em còn chưa muốn. Em là người Việt Nam thì ở Việt Nam thôi nha anh, chứ không có sang Trung Quốc đâu. Giờ này mà đi sang rủ em đi Trung Quốc nữa. Dạ vâng nha, xóa hết. Tí nữa ra em sẽ chấp nhận kết bạn nha. Quý tử ơi, số Zalo là cũng là số điện thoại em đang xài luôn nha, nên là em không có trò ở trên line nha. Xuân Hoàng ơi, em 28 tuổi rồi nha anh. Dạ vâng nha Vương Túc, em ở phường 9, Vũng Tàu. À, anh lái xe tải hả? Vậy mà em cứ tưởng anh lái xe khách. Minh Tiến ơi, chào anh. Nhân Nguyễn ơi, em 28 tuổi nha anh. Dạ không nha quý tử, em không có nói chuyện trên line nha. Cô Chín hả? Cô Chín ơi, chào bạn. Dạ không nha, em không có thời gian đi chơi nha Phan Giới, cảm ơn anh nha. Ở Việt Nam còn chưa đi hết rồi, đâu đi sang Trung Quốc được. À, anh chạy xe Bắc Nam. Có chồng chưa? Cú Lì ơi, em đang ế nha. Dạ vâng nha, xóa hết. Em sinh năm 90 nha. Chắc ở trên nhóm này em còn nhỏ tuổi hơn mọi người nhiều. Dạ vâng nha Vương Túc. Nhân Nguyễn ơi, cảm ơn anh. Em 90 nha, không phải 91 nha. Sơn Thế ơi, cảm ơn anh. Dạ vâng nha Đoan Đoan. Sao lại chồng cấm? Có chồng đâu mà cấm trời, đã nói ế rồi mà. Cứ hơn tuổi là được mà. Dạ không nha Quang Anh, em đâu có lạnh đâu. Cảm ơn bạn nha heo con. À con heo. Hoàng Đức ơi, em quê ở Nam Định nha anh. Cô Chín ơi, anh bạn nói gì mình không hiểu nha. Coi ăn cũng thường thôi, làm ăn cũng ai làm ăn cũng thường thôi. Cảm ơn anh nha, quốc võ em cũng bình thường thôi. Toan Trần, cảm ơn anh. Sao anh biết là em với anh hợp nhau? Cô chào cháu nha Phạm Hưng.
Dạ vâng nha, xóa hết. Phúc Nguyên, cảm ơn anh nha, nhưng mà em ở xa lắm. Em ở Vũng Tàu cơ, còn anh ở đâu Phúc Nguyên? Chào anh nha Văn Công. Dạ vâng nha Nhật Linh. Em ở Nam Định, Ninh Bình với Nam Định cũng gần nhau mà. Dạ vâng nha Đoan Đoan. Dạ vâng, Phan nhớ em đang bệnh, đang ốm. Tại mắc mưa. Ngô Huấn là chào anh. Cảm ơn bạn nha Thìn Ma. Cảm ơn mọi người đã thả tim. Em Nam Định nha, xóa hết. Anh Tàu em đâu có biết là có hợp tuổi hay không đâu. Dạ vâng nha Đoan Đoan. Mọi người ơi, nhiều comment quá em trả lời không kịp nha. Yêu Cương ơi, cảm ơn anh nha. Chưa nha lì cô. Chưa thì nói chưa nha anh, em bị ế rồi. Dạ vâng nha Nhân Nguyễn, em thấy số điện thoại của anh rồi nha. Tim Màu ơi, mình ở Vũng Tàu nha. Dạ vâng, em 9x đó anh. Hoàng Đức ơi, cảm ơn. Chào anh nha Xuân Đỗ. Ở đây có ai đồng hương với em không? Dạ em ở thành phố Nam Định nha. Cảm ơn anh nha Toàn Trần. Dạ đúng rồi nha Văn Công. Ngựa thì suốt ngày phải đi thôi. Thanh Viễn là chào anh. Văn Không ơi chào anh. Em quê Nam Định nha Thanh Nguyễn. Dạ không nha Xuân Đỗ. Tại lâu rồi em cũng không có like á, cho nên bây giờ cũng không nhớ nữa. Cảm ơn nha Phúc Nguyễn. Dạ vâng nha Đoan Đoan. Cảm ơn anh nha Ngô Huấn. Em đi làm á. Phan giới em đi làm về nên là bị mưa, hôm nay ở chỗ em mưa cả ngày luôn á. Nhân Viễn ơi, sao vậy anh? Dạ vâng nha. Dạ có nha Xuân Đỗ. Dạ được nha Đoan Đoan. Nhưng mà nếu mà em được nghỉ làm thôi, còn đi làm thì chịu thôi, không gặp được. Dạ không nha Toàn Trần. Em vào đây từ nhỏ với bố mẹ nên em cũng không có về quê lâu rồi, em không về quê. Dạ vâng nha Ngô Huấn. Dạ vâng nha Nhân Nguyễn, ở trên nhóm mà anh. Trên nhóm thì mọi người nói chuyện thôi.
Cảm ơn anh nha Phan Giới. Em tự che dù quen rồi. Vợ yêu ơi, phiêu bạc đã chào anh nha. Hình như anh gọi nhầm rồi, em đâu phải vợ anh đâu. À, em biết cảng Vũng Tàu. Xin lỗi em có cho anh leo cây hồi nào đâu. Sao lại hận em, chưa gì hết mà nó đòi hận em rồi. Dạ vâng nha, từ cảng mà qua chỗ em xa chắc khoảng 10 cây á. Nguyễn ơi cảm ơn nha. Cảm ơn anh nhiều nha Phúc Nguyễn. Nghe anh làm thơ mà em cũng muốn đi theo anh luôn á. Lê Tuấn ơi, em quê ở Nam Định ạ. Phiêu bạc ơi, nhận nhầm rồi, em đâu phải vợ anh đâu. Dạ ok anh nha, Xuân Đỗ, khi nào có dịp em về Nam Định thì nhất định là em sẽ gặp anh rồi, đồng hương mà. Dạ xa nha Đoan Đoan, chắc khoảng không tới 10 cây đâu, nhưng mà cũng 7-8 cây gì thôi à. Dạ vâng, nếu mà muốn đi thì sẽ gần thôi. Dạ vâng nha Phiêu Bạc. Anh ở đâu lên Ninh Bình? Ninh Bình mà qua Nam Định thì cũng gần mà. Em làm công nhân thôi anh Nhân Nguyễn. Cảm ơn anh nha Xuân Đỗ. Dạ vâng nha Đoan Đoan. Theo dõi em. Nghe câu theo dõi mà giống như là theo dõi tội phạm á. Quê em ở Nam Định thôi nha Quân Lương, nhưng mà hiện tại thì em đang sống ở Vũng Tàu. Em ở Vũng Tàu từ nhỏ với bố mẹ rồi. Yên Mô. Dạ vâng nha Phiêu Bạc. Em hỏi vậy thôi chứ em cũng không biết cái Yên Mô nó nằm chỗ nào nữa. Dạ vâng em thấy rồi, tí xíu nữa em sẽ đồng ý nha. Lì cu ơi sao lại bím tóc? Tóc em ngắn đâu có cột được đâu anh. Phan Giới. Dạ vâng nha. Ở trong nhóm mình là chắc mấy anh làm thơ hay lắm, anh nào cũng làm thơ hay hết á. Ngô Huấn ơi chào anh. Diệp Bảy ơi chào anh. Dạ vâng nha Nhân Nguyễn. Dạ vâng nha Phiêu Bạc. Em cứ việc yêu anh thôi đúng không? Còn mọi chuyện để anh lo. Dạ vâng nha Xuân Đỗ. Chứ không phải theo anh giống tội phạm hả? Quân Lương. Dạ vâng nha, em hỏi vậy thôi chứ em cũng không biết Yên Mô với Yên Khanh ở chỗ nào, em chỉ Hoàng Hoàng ơi cảm ơn anh nha. Quân Lương ơi em chưa, em vẫn đang độc thân giống mọi người thôi. Dạ chắc chắn rồi.
Cảm ơn phiêu bạc nha. Anh qua Nam Định lấy vợ đi. Mọi người ơi, em chào mọi người nha. Em có chút xíu việc á. Để khi nào rảnh nói chuyện với mọi người sau nha. Bye bye. Hai Huynh ơi, chào anh. Chào mọi người nha.